quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung chính sau. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 Việt Nam thăm làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 1 Campuchia. Quân khu 5 đón nhận Huân chương Lao động hạng 2 của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ghi nhận tại Liên hoan tuyên truyền viên giỏi lực lượng vũ trang Quân khu 5 lần thứ 2 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn, vừa có chuyến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Tiếp đoàn có Đại tướng Huất Siêng, Phó Tư lệnh Lục quân kiêm Tư lệnh Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi thông tin, đề xuất những vấn đề liên quan đến việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng an ninh, xây dựng hạ tầng, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cất bốc hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ trước, đồng thời tiến hành khảo sát thực địa và thống nhất xây dựng nhà lưu niệm mặt trận năm 79 nhằm lưu lại những hiện vật, hình ảnh hoạt động của quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam cùng cán bộ chiến sĩ quân đội Hoàng gia Campuchia tham gia chiến đấu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Cũng trong thời gian này, đoàn cán bộ quân khu 5 và quân khu 1 đã đến đặt vòng hoa và dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài anh hùng liệt sĩ Việt Nam Campuchia trên địa bàn tỉnh Stung Treng. Tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh quân khu 5 vừa long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng 2 do Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao tặng. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Tiến sĩ Bun Thong Di Vi Say, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư tỉnh trưởng tỉnh Champasak đã trao Huân chương Lao động hạng 2 của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Đây là sự ghi nhận những đóng góp của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 trong việc phối hợp giúp đỡ cấp ủy chính quyền huyện Bắc Sòng, tỉnh Champasak xây dựng tượng đài Liên minh chiến đấu Lào Việt Nam với tổng kinh phí 2,26 tỷ kíp, góp phần quan trọng trong việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các đơn vị trong toàn quân, tuần qua các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang quân khu 5 đã đồng loạt tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2018. Năm nay, 21 đầu mối đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 5 đã tổ chức huấn luyện cho gần 1 vạn chiến sĩ mới. Với phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc và 6 mối kết hợp trong huấn luyện, các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 5 đã hoàn thành tốt nội dung chương trình huấn luyện chiến sĩ mới. Quá trình huấn luyện, các đơn vị đã chú trọng đổi mới phương pháp khoa học, sát với từng đối tượng, tổ chức huấn luyện xoay vòng, kết hợp uốn nắn, sửa sai động tác cho bộ đội, phát động phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng gia đình, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giúp chiến sĩ yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả kiểm tra các khoa mục, 100% đều đạt yêu cầu, có trên 75% đạt khá giỏi. Riêng kiểm tra 3 môn có tiếng nổ, 100% đạt khá giỏi và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Chiến sĩ mới được rèn luyện tốt về tâm lý, vững vàng về yếu lĩnh động tác, yêu cầu kỹ chiến thuật. Đây là cơ sở để chiến sĩ mới phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi bước vào giai đoạn huấn luyện tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 tháng huấn luyện, các tân binh vừa làm quen với môi trường quân đội, vừa học những bài học đầu tiên. Đối với những binh nhì, đó là quãng thời gian hữu ích để rèn luyện ý chí, nghị lực, vượt qua những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Phóng sự phản ánh quá trình phấn đấu rèn luyện của chiến sĩ mới tại Trung đoàn 990, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum.
Hôm nay là ngày đáng nhớ trong cuộc đời quân ngũ của binh nhì Trần Văn Dũng ở Đại đội 2, Tiểu đoàn 304, Trung đoàn 990 khi được đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân trong lễ tuyên thệ chiến sĩ mới. Dưới quân kỳ quyết thắng, Dũng đọc từng câu, từng lời rõ ràng, dõng dạc, thể hiện khí phách của người chiến sĩ. Đây là một vinh dự và khẳng định quá trình phấn đấu rèn luyện của binh nhì Trần Văn Dũng. Hôm nay tôi rất vinh dự khi được ban chỉ huy cấp trên chọn để thay mặt cho 510 đồng chí chiến sĩ mới lên đọc 10 lời thề danh dự trước lá cờ vinh quang của Tổ quốc. Tôi rất vinh dự và tự hào về điều đó. Và trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục cố gắng và phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt những nhiệm vụ tiếp theo. Để bảo đảm chất lượng huấn luyện chiến sĩ, Trung đoàn 990, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đã thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo hướng cơ bản, thiết thực, vững chắc. 100% chiến sĩ được huấn luyện sát với thực tế chiến đấu và yêu cầu nhiệm vụ. Quá trình huấn luyện, đơn vị đã chú trọng huấn luyện lý thuyết đi đôi với thực hành, lấy thực hành làm chính và coi trọng động tác cá nhân. Từng khoa mục đều tổ chức rút kinh nghiệm và sơ kết đánh giá, nhất là khơi dậy tinh thần tự học, tự rèn trong mỗi chiến sĩ. Rất vinh dự và tự hào khi được đứng tại đây để trong lễ tuyên thệ chiến sĩ mới. Sau 3 tháng huấn luyện, vượt nắng thắng mưa và đoàn kết cùng các đồng đội để hoàn thành tốt nhiệm vụ sau 3 tháng huấn luyện tân binh. Dù sau này dù ở đây hay ở đơn vị khác, tôi đều cố gắng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao sắp tới. Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, đơn vị đã đẩy mạnh giáo dục chính trị, ý thức trách nhiệm của quân nhân. Đội ngũ cán bộ giáo viên chính trị được bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực, giúp bộ đội hiểu rõ, nắm chắc nội dung từng vấn đề. Trung đoàn còn bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ phân đội về phương pháp, kinh nghiệm nắm bắt, quản lý tư tưởng chiến sĩ mới. Trong thời gian 3 tháng huấn luyện chiến mới, đến giờ phút này chúng tôi phải nói rằng là đơn vị chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cán bộ chiến sĩ đến giờ này là 100% an tâm tư tưởng, không có đồng chí nào là thoái thác nhiệm vụ. Kết quả về đánh giá huấn luyện chiến mới trong 3 tháng huấn luyện thì đối với môn bắn súng AK thì đơn vị chúng tôi đạt khá, môn bắn ném lựu đạn và đánh thuốc nổ đơn vị chúng tôi đạt giỏi và các kết quả khác đều đạt kết quả rất cao. Sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ sẽ được biên chế về các đơn vị trong Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum để tiếp tục huấn luyện nâng cao. Kỷ niệm những tháng ngày đầu trong quân ngũ và kết quả các khoa mục huấn luyện sẽ là hành trang cho các chiến sĩ vững tin hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum vừa hủy nổ thành công quả bom nặng 225kg còn sót lại sau chiến tranh tại thôn Đắc Xanh, thị trấn Đắc Lây, huyện Đắc Lây, tỉnh Kon Tum. Trong khi san ủi mặt bằng làm công trình nhà đa năng tại thôn Đắc Xanh, các công nhân ban dự án đầu tư xây dựng huyện Đắc Lây đã phát hiện quả bom còn sót lại sau chiến tranh và kịp thời báo cáo với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có mặt, tiến hành nghiên cứu, di chuyển quả bom ra xa khu dân cư, hủy nổ thành công và an toàn. Đây là loại bom do Mỹ sản xuất, có chiều dài 1,5m, nặng 225kg. Trước đó tại vị trí này, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hủy nổ thành công một quả bom tương tự. Thưa quý vị và các bạn, để giới thiệu phương pháp tổ chức và cách làm trong triển khai nội dung học tập và làm theo Bác được lan tỏa sâu rộng trong đời sống cán bộ, đoàn viên, hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang, Quân khu 5 đã tổ chức hội thi Liên hoan tuyên truyền viên giỏi lần thứ 2 năm 2018 với chủ đề Hồ Chí Minh vầng Thái Dương ngời sáng, phản ánh của phóng viên tại hội thi. Hội thi được tổ chức ở hai khu vực phía Nam và Tây Nguyên, khu vực phía Bắc quân khu với 33 đơn vị tham gia. Mỗi đơn vị phải xây dựng một chương trình thời lượng không quá 20 phút,
bằng hình thức sân khấu hóa, kết hợp với các hình thức tuyên truyền trực quan bằng video, pano, trình chiếu PowerPoint. Chính vì vậy, các đội đã có sự đầu tư trong xây dựng kịch bản, bồi dưỡng tuyên truyền viên, tổ chức luyện tập, chuẩn bị đạo cụ phù hợp với thực tế của đơn vị, tạo được nét độc đáo riêng và đạt chất lượng cao trong liên hoan. Đến với liên hoan lần này, đội thi của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng mong muốn được học tập nhiều hơn nữa từ các đội thi khác về cách tuyên truyền đến với các cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn, nguyện một lòng học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ vĩ đại. Qua theo dõi các phần dự thi quốc đoàn ngày hôm nay, tôi cảm thấy đây là cuộc thi rất là hấp dẫn, bổ ích dành cho tất cả các cán bộ chiến sĩ. Đối với cá nhân tôi thì tôi nguyện sẽ cố gắng hết sức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành nghĩa vụ trách nhiệm của một người lính để mà xứng đáng trở thành người chiến sĩ cụ Hồ. Mỗi đội mang đến liên hoan một sắc thái riêng, để lại cho người xem cảm xúc sâu lắng. Có đơn vị còn nêu lên những hạn chế trong xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và đưa ra giải pháp khắc phục, tạo tính thuyết phục cao, thể hiện sự quyết tâm của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trong hành trình học tập và làm theo lời Bác. Những đóng góp âm thầm lặng lẽ của bộ đội trong công tác dân vận được các đơn vị tái hiện sinh động qua những câu chuyện về giữa lòng dân, sáng mãi trong lòng dân, theo chân Bác, 70 năm khắc ghi lời Bác dạy, sáng mãi niềm tin, tạo bức tranh đa dạng, sâu sắc với những yếu tố mới, hấp dẫn, giàu tính nhân văn và tấm lòng thành kính của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu đối với Bác Hồ kính yêu. Thời điểm hiện nay thì toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đang thiết thực, nỗ lực lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Do vậy, tham gia cái đợt tuyên truyền viên giỏi lần này, thì chúng tôi mong muốn là ôn lại cái chặng đường 70 năm thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác, của quân và dân các dân tộc Gia Lai trong cái thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Và đặc biệt hơn là chúng tôi phát huy tối đa cái nguồn lực của đơn vị để kết hợp lại làm sao nó cái phần tuyên truyền của mình nó phù hợp với cái thực tiễn hiện tại và nó phù hợp với cái đối tượng người nghe. Và nội dung này chúng tôi có thể là tuyên truyền sâu rộng trong đồng bào dân địa phương của tỉnh Gia Lai. Chúng tôi cho rằng hội thi lần này đã đạt được mục đích yêu cầu và phải chỉ đạo nhân rộng cho các tuyên truyền viên của các tỉnh về tiếp tục rút kinh nghiệm của hội thi cấp quân khu để tổ chức đưa những cái hoạt động bằng lời nói, bằng hình ảnh và bằng những cái công việc để cho cán bộ đoàn viên trong lực lượng vũ trang quân khu tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong những năm tới đạt kết quả cao nhất. Sự đa dạng, phong phú về nội dung, hình thức của các đội tham gia liên hoan cho thấy các đơn vị đã và đang tích cực đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sâu rộng trong cán bộ chiến sĩ đơn vị và nhân dân nơi địa bàn đóng quân. Liên hoan là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, những gương điển hình tiên tiến, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang quân khu, giữ gìn, phát huy phẩm chất tốt đẹp bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ mới. Chương trình truyền hình Quân khu 5 kỳ này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.